Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 5 sẽ có những thông tin chính sau đây. Ủy ban hợp tác Việt Nam Lào và Ủy ban hợp tác Lào Việt Nam làm việc tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Chủ động nguồn nước để đảm bảo sản xuất vụ hè thu. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đã có buổi tiếp xã giao đoàn chuyên gia tư vấn đầu tư Singapore do ông Peter Daniel, Giám đốc điều hành công ty Edunational PTA Ltd Singapore làm trưởng đoàn, đã đến nghiên cứu, tìm hiểu về chiến lược phát triển và các dự án xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ tỉnh kêu gọi đầu tư từ các nhà đầu tư Singapore. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đã giới thiệu các lĩnh vực có lợi thế để các doanh nghiệp tới tìm hiểu cơ hội đầu tư. Như tỉnh Quảng Trị là top đầu về sản xuất gỗ MDF, rất mong có nhà đầu tư từ Singapore đầu tư chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tiến tới xây dựng nền công nghiệp gỗ phát triển top đầu của Việt Nam. Tỉnh có mỏ cát thủy tinh lớn 125 triệu mét khối là lợi thế chế biến các sản phẩm thủy tinh. Bên cạnh đó là lợi thế sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao từ cà phê, cao su, xây dựng nhà máy may và sản phẩm phụ trợ để xuất khẩu đi nước ngoài. Đường bờ biển dài 74 km và khu du lịch được quy hoạch 12 km có thể đầu tư phát triển du lịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng nhấn mạnh về vị trí tỉnh Quảng Trị nằm trên đầu cầu hành lang kinh tế Đông Tây từ Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar, nên mong muốn được đầu tư hoạt động thương mại logistics để phát triển kinh tế xã hội. Ông Peter Daniel, Giám đốc điều hành công ty Edunational PTA Ltd Singapore đã bày tỏ vui mừng sau khi đến khảo sát về tiềm năng tại tỉnh. Đối với việc đầu tư hoạt động thương mại logistics, ông Peter Daniel cũng nêu rõ, tháng 7 tới sẽ làm việc với một nhà đầu tư Singapore để kết nối với tỉnh và nếu thuận lợi sẽ lập văn phòng tại Quảng Trị. Đồng thời sẽ tổng hợp các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ tỉnh kêu gọi đầu tư từ các nhà đầu tư Singapore trong thời gian tới. Sau buổi tiếp xã giao này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng đã có buổi làm việc với Liên doanh Tập đoàn Semcorp và Becamex để triển khai biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Liên doanh Tập đoàn Semcorp và Becamex về việc xây dựng khu công nghiệp Việt Nam Singapore tại Quảng Trị. Tối qua, đoàn công tác liên ngành Ủy ban Hợp tác Việt Nam Lào do đồng chí Trần Nhật Thành, Vụ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với đồng chí Kham Phởi Kèo Kinnali, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam về tình hình thực hiện thỏa thuận Hà Nội năm 2017 và mô hình kiểm tra một cửa một lệnh dừng tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và cửa khẩu Đen Sa Văn. Cùng dự về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Tại buổi làm việc, hai bên thông báo cho nhau về tình hình hợp tác giữa các tỉnh hai bên biên giới Việt Nam và Lào, một số thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, tiềm năng thế mạnh trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Thay mặt tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo tình hình hợp tác giữa Quảng Trị với tỉnh Savannakhet, trong đó nhấn mạnh về hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp Quảng Trị tại Savannakhet. Đồng thời, kiến nghị đến Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam về một số khó khăn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và người dân Việt Nam khi có sự thay đổi chính sách thương mại, đầu tư, xuất nhập khẩu của nước bạn. Cụ thể, chỉ thị 15 của chính phủ Lào ký tháng 5 năm 2016 về tăng cường công tác quản lý và kiểm tra khai thác, vận chuyển và kinh doanh gỗ, khiến các công ty thương mại của Việt Nam không thể vận chuyển sổ hàng đã giao dịch về nước. Trong khi đó, tồn đồng hàng đã thanh toán của Việt Nam tại Lào trước khi chỉ thị 15 ra đời là rất lớn. Chỉ thị 62 của Thủ tướng Chính phủ Lào ký vào tháng 2 năm 2016 về thực hiện thủ tục cấp thẻ lao động, giấy tạm trú cho người nước ngoài với tỷ lệ 600 đô la một người một năm và phải có vốn đăng ký 250 triệu kíp, tương đương 687 triệu đồng Việt Nam. Nếu muốn đăng ký kinh doanh, cũng gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động. Bên cạnh đó, phía Việt Nam cũng mong muốn chính phủ nước bạn Lào cần sớm hoàn thiện quy trình kiểm tra, quy chế phối hợp giữa các ngành của hai bên theo mô hình một cửa một lần dừng để quy trình kiểm tra được thuận lợi và dễ dàng hơn. Trao đổi với đoàn công tác liên ngành Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào, đồng chí Kham Phởi Kèo Kinnali, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam tỏ rõ sự đồng tình với những ý kiến của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đồng thời nêu rõ, chính phủ Lào luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán của người Việt Nam tại Lào. Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục tuyên truyền, xây dựng quy chế phối hợp từ cấp huyện, tỉnh đến cấp trung ương nhằm nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.
Đồng chí đề nghị lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet tiếp tục trao đổi và đi đến thống nhất những vướng mắc phát sinh. Sau cuộc họp này, đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu và báo cáo lên chính phủ về khó khăn của Việt Nam theo quan điểm. Những gì không có lợi cho nhân dân hai nước thì sẽ cùng nhau tháo gỡ. Thưa quý vị và các bạn, bước vào vụ hè thu năm nay, dự báo tình hình nắng nóng và khô hạn sẽ có những diễn biến bất thường. Dù đã có khả năng đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy, nhưng với tinh thần không chủ quan, các địa phương cũng như các đơn vị thủy lợi đã có kế hoạch chủ động nguồn nước để bà con yên tâm sản xuất trong vụ hè thu. Xã Do Mai, huyện Do Linh là địa phương cuối nguồn của sông Cảnh Hòm nên nguy cơ thiếu nước rất dễ xảy ra vào vụ hè thu. Ngay sau khi gặt xong, tranh thủ những cơn mưa tiểu mặn, bà con đã nhanh chóng làm đất để gieo trồng theo đúng lịch thời vụ. Với 423 hectare đất lúa vụ hè thu, bà con nhân dân và chính quyền địa phương đã có những giải pháp phù hợp để đảm bảo nguồn nước cho vụ hè thu và nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Vì hiện nay là đơn vị cuối nguồn, cho nên việc tưới và cấp thoát nước đối với đơn vị sự nghiệp thì đây là một vấn đề khó khăn của đơn vị. Thì trên cơ sở đó thì hợp tác xã là tổ chức hội nghị và xây dựng kế hoạch sản xuất. Bà con cũng cố gắng là cơ cấu giống lúa ngắn ngày, đạt tỷ lệ chiếm tỷ lệ cao hơn so với mọi năm. Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo xây dựng phương án chống hạn. Trên cơ sở phương án chống hạn của xã thì các thôn hợp tác xã cụ thể hóa phương án của xã phù hợp với điều kiện thực tế của từng hợp tác xã, từng vùng ruộng sản xuất. Chủ động nguồn nước tưới cho vụ hè thu, các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chủ động việc xây dựng và nâng cấp hệ thống kênh mương, chủ động điều tiết nguồn nước hợp lý cho từng cánh đồng. Riêng đối với xí nghiệp cấp nước do Cam Hà, đơn vị cung cấp nước vụ hè thu cho các địa phương Do Linh, Cam Lộ, Đa Cờ Rông, Triệu Phong và thành phố Đông Hà đã kịp thời chủ động nguồn nước tưới cho các cánh đồng. 8 hồ chứa và 13 trạm bơm đã sẵn sàng cung cấp nước cho gần 4.700 hectare vụ hè thu. Dung tích nước các hồ chứa hiện đang còn trên 60% dung tích thiết kế. Đối với chính quyền các địa phương thì đề nghị là tích cực chủ đạo chỉ đạo bà con là phải cùng với chúng tôi tham gia bảo vệ công trình. Thứ nhất là không được vi phạm công trình. Thứ hai là giữ cho công trình đảm bảo ổn định để tưới phục vụ cho bà con tốt hơn. Và đối với cấp trên thì đề nghị là tăng cái nguồn kinh phí để chúng tôi sửa chữa thường xuyên. Thì hiện nay là kênh mương nó xuống cấp rất là nhiều, hư hỏng nhiều nhưng mà nguồn kinh phí rất là hạn hẹp. Để đảm bảo nguồn nước cho vụ hè thu thì cần sự vào cuộc đồng bộ của các ngành chức năng và chính người dân. Sự chủ động trong giống cây trồng và tuân thủ lịch thời vụ là những giải pháp quan trọng tránh tình trạng khô hạn, đảm bảo cho hiệu quả kinh tế cao trong vụ hè thu năm nay. Trước khi tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Sau một thời gian vận hành thử nghiệm, nhà máy điện gió Hướng Linh 2, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa đã chính thức đóng điện và hòa thành công vào lưới điện quốc gia thông qua trạm biến áp 110 kV của nhà máy. Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 có công suất thiết kế 30 MW, gồm tổ hợp 15 tua bin điện gió được cung cấp bởi công ty Vestas của Đan Mạch. Tổng nguồn vốn đầu tư của dự án trên 1.400 tỷ đồng do công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu làm chủ đầu tư. Đây là dự án điện gió đầu tiên ở tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc miền Trung. Đến thời điểm này, nhà máy đã thi công lắp đặt thành công được 5 trên 15 tua bin điện gió. Những tua bin điện gió còn lại đang được nhà thầu thi công tiến hành lắp đặt trong thời gian sớm nhất. Để có phần giúp đỡ người chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ đã có nhiều biện pháp huy động các cơ quan, tập thể, cá nhân cùng chung tay giúp người chăn nuôi tiêu thụ lợn. Trong đó, Phòng Kinh tế Hạ tầng phối hợp với Ban quản lý chợ mở một quầy hàng bình ổn giá tại chợ Cam Lộ. Quầy hàng thịt lợn bình ổn giá được mở từ ngày 23 tháng 5 do cán bộ Ban quản lý chợ Cam Lộ trực tiếp bán sản phẩm. Lợn được thu mua trong dân với giá 30.000 đồng 1 kg. Ngay trong những ngày đầu tiên triển khai, quầy hàng bình ổn giá đã thu hút khá đông người dân đến mua. Đặc biệt, sau khi có quầy hàng bình ổn giá thịt lợn tại các chợ trên địa bàn cũng bắt đầu giảm xuống. Ngày 24 tháng 5, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Quảng Trị phối hợp với tổ chức Global Civic Sharing Hàn Quốc cùng huyện Hải Lăng tổ chức trao tiền hỗ trợ vốn vay nuôi bò sinh sản cho các hộ gia đình có nạn nhân chất độc da cam dioxin và người khuyết tật trong huyện. Đây là dự án với mục đích giúp cho các hộ gia đình khó khăn có nạn nhân chất độc da cam dioxin và người khuyết tật có điều kiện về vốn vay ưu đãi để đầu tư nuôi bò sinh sản nhằm xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm ăn kinh tế. Sau khi khảo sát điều kiện thực tế của các hộ gia đình,
Dự án đã chọn 25 hộ thuộc 3 xã Hải Phú, Hải Vĩnh và Hải Lâm để hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi gần 510 triệu đồng. Trong đợt này, mỗi hộ được nhận nguồn vốn hơn 20,3 triệu đồng, gồm tiền đầu tư mua bò giống và xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Vào lúc 10 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2017, tại km 31 quốc lộ 9 thuộc địa phận huyện Đắk Krông, tỉnh Quảng Trị, lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô khách 12 chỗ ngồi, biển kiểm soát 75H5047. Tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông, có hành vi chống đối và chạy trốn. Tại hiện trường, xe ô tô có chứa nhiều hàng hóa không có chủ sở hữu. Quá trình kiểm tra xe phát hiện trên xe vận chuyển 2.100 kg đường, 600 chai bia Corona và 1.199 chai sữa Ensure không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Nhiều năm qua, trên địa bàn các xã dọc biên giới huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, với nhiều nguyên nhân khác nhau đã làm cho các công trình nước tự chảy bị hư hỏng và không còn sử dụng được. Điều này đã khiến cho hàng ngàn hộ dân sống nơi đây phải sử dụng nguồn nước sông và suối mà không qua xử lý. Tại xã Thanh, huyện Hướng Hóa, có 10 thôn bản. Mỗi thôn bản có khoảng 5 đến 10 bể nước tự chảy. Nhưng các bể nước này gần như không còn hoạt động từ nhiều năm qua. Mỗi gia đình có từ 3 đến 4 cái can như thế này là điều không còn xa lạ với người dân nhiều năm qua. Do sợ nguồn nước bị ô nhiễm, nên các hộ dân khá giả hơn hay lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn phải hàng ngày mua bình nước lọc để sử dụng trong ăn uống. Nhân dân ở đây là làm cái sẵn, làm sẵn. Người ta thường thường sử dụng thuộc cọ thôi đấy để phun, cho nên là chúng tôi cán bộ chiến sĩ thì cũng dùng nước là chủ yếu để sinh hoạt, thế còn lại nước uống thì phải dùng nước khác. Hiện nay thì bà con chủ yếu dùng các cái thuốc trừ các cái diệt cỏ, cho nên nhất mùa mưa thì nước toàn chảy xiết vào cái sông Sepol này. Đã bắt đầu vào mùa hè nên các con suối trên địa bàn các xã biên giới cũng đã cạn kiệt. Người dân bây giờ chủ yếu là dùng nước sông Sepol, nên nguồn nước sạch ở khu vực này nơi đây là hết sức khó khăn. Giải pháp mà để giải quyết cho đồng bào có nước sinh hoạt thì huyện đã tập trung chỉ đạo kêu gọi các cái nguồn lực, các cái chương trình, kể cả vốn ngân sách của huyện để hỗ trợ cho nhân dân đào giếng để có nước để sinh hoạt. Còn vấn đề nước sạch hay không thì cái này cần phải là có một cái quá trình nữa. Còn trước mắt là phải có nước để cho bà con sinh hoạt được. Trước những thực trạng trên, tỉnh Quảng Trị cần có giải pháp bền vững nguồn nước sạch cho người dân vùng cao, để con đường đi tìm nguồn nước sạch của người dân nơi đây không còn nhọc nhằn như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại vẫn đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước đã liên tục xảy ra các vụ xâm hại tình dục ở trẻ em. Thực trạng này đã khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. Tại Quảng Trị, nạn xâm hại tình dục ở trẻ em diễn ra như thế nào và công tác phòng chống xâm hại tình dục trẻ em ra sao? Phản ánh của phóng viên thời sự. Đã gần 2 năm trôi qua kể từ ngày con gái mình trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục. Nỗi đau đớn, xót xa và cả tủi hổ vẫn không thể nguôi ngoai trong lòng người mẹ này. Và con chị, đến tận bây giờ, vẫn phải hứng chịu những hậu quả khủng khiếp lâu dài về thể chất và tâm lý. Nói thiệt là cái cháu đi viện về là cái năm lớp 6 á, là hề ba không chở đi học là thôi cháu không đi. Ngày mô cũng phải chở đi hết, thì ngày mô mà lờ ra mà mặc chi không đi chở là có chứ hẳn chịu, hẳn đi học chứ. Hẳn muốn tới trường là nói tới trường chứ bạn bè nói thì nói khác hẳn đi. Đó là đến xong lớp 6 là đến lớp 7 cũng rất là lớp 7 hẳn đi vài bữa rồi, ở nhà vài bữa rất hẳn không đi cho chỗ đều. Vì đau lòng nhiều lắm. Chứ gì không biết rằng nó cho em đi chơi ở đâu cho hắn khuấy khỏa thì gì cũng muốn để cho cháu đi chơi để cho hắn khuấy khỏa thì thôi hắn. Chứ đấy cứ nói mẹ nói, mẹ cho con đi khám, mẹ nói con đau hắn cứ nói đó. Chị đau lòng lắm. Tại Quảng Trị, từ năm 2011 đến năm 2016, theo báo cáo của phòng PC45 Công an Quảng Trị, có 39 vụ xâm hại trẻ em nói chung, nhiều tội danh, trong đó có 22 trên 39 vụ xâm hại tình dục trẻ em, chiếm tỷ lệ 56,41% so với các tội danh xâm hại trẻ em. Xâm hại tình dục trẻ em vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong các tội danh xâm hại trẻ em.
Hiện nay có rất nhiều cơ quan có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ trẻ em, cũng như đấu tranh phòng chống xâm hại trẻ em. Pháp luật cũng đã có những quy định cụ thể về hình thức xử phạt đối với tội xâm hại tình dục trẻ em, với những quy định mức hình phạt nặng hơn so với quy định của nhiều quốc gia khác trên thế giới. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ truyền thông hơn nữa về cái đường dây nóng 1800 1567. Đây là một đường dây nóng do Bộ Lao động Thương binh Xã hội, mà cụ thể là Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em tổ chức triển khai. Thì đây là một đường dây mà khi mà các đối tượng, tức là trẻ em, gia đình và tất cả chúng ta gọi đến thì sẽ được tư vấn miễn phí. Đặc biệt là đối với những trường hợp mà phát hiện những cái trường hợp mà bị xâm hại hoặc là bạo lực bởi trẻ em thì chúng ta cũng báo cáo ở đây để có sự tư vấn, có sự hướng dẫn và chỉ dẫn chúng ta trong quá trình thực hiện và can thiệp đối với trẻ. Xâm hại tình dục trẻ em để lại những hậu quả lâu dài về mặt tâm lý, không chỉ cho trẻ mà còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho gia đình trẻ bị xâm hại và cộng đồng xã hội. Và đến bao giờ, nhận thức của người dân trong việc bảo vệ con em mình chưa được nâng cao, thì những nỗi đau này sẽ còn tiếp diễn. Chính vì thế, để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, cần thực hiện tốt luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 24 tháng 5, những trận đấu tiếp theo của giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc đã diễn ra tại nhà thi đấu Đa Năng, tỉnh Quảng Trị. Mở đầu ngày thi đấu thứ 5 là cuộc chạm trán giữa đội nam trẻ Thể Công gặp đội nam Ninh Bình. Với kỹ thuật và lối chơi bài bản nên không quá khó khăn để các cầu thủ nam Thể Công có thể giành thế chủ động trong trận đấu. Dù đã có nhiều thay đổi trong lối chơi cũng như chiến thuật, nhưng các cầu thủ Ninh Bình vẫn không thể thay đổi được tình thế khi liên tiếp để thất thủ và chấp nhận thất bại trước nam Thể Công với tỷ số 3-0. Trận thi đấu thứ 2, đội nữ Vĩnh Long gặp nữ Thanh Hóa. Ở hiệp đấu thứ nhất, Vĩnh Long đã giành chiến thắng với tỷ số 25-14. Tuy nhiên, lợi thế dẫn điểm đã được săn bằng trong hiệp 2 với tỷ số 25-21 nghiêng về đội nữ Thanh Hóa. Nhưng kết quả trận đấu, các cầu thủ nữ Thanh Hóa đã không thể lôi ngược dòng thành công khi liên tiếp để thất bại trước đội nữ Vĩnh Long trong các hiệp đấu tiếp theo với các tỷ số 17-25 và 19-25. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật kết quả của các trận đấu giải vô địch bóng chuyền toàn quốc năm 2017 ở những bản tin tiếp theo. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.